Đây là món mực lá của Lan Anh vừa mới hoàn thành. Mời các bạn cùng vào bếp với Lan Anh để làm món mực này nha. Có mực lá thì các bạn làm cái món này rất là ngon. Cái cách của Lan Anh đó là cách của người ở biển. Nếu mà có miếng mực lá các bạn thích thì để da nghe, cái phần da mà đen á, phần da mực mà đen á thì các bạn lột vì nó dày. Còn nếu mà cái phần da nó nâu nâu như thế này là mình đã lột hết cái phần đen rồi, còn phần nâu này là nó ăn được nghe các bạn, nó không có quá dày mà nó giòn giòn rất là ngon. Cho nên là mình để lại cái phần da nâu này nghe các bạn. Phần da nâu này là da non á. Mình để đó, bây giờ mình xoa một ít muối vào để mình rửa để cho nó mực nó khỏi nhớt mà nó cũng không tan. Rửa rửa sạch luôn các bạn, rửa trong nước muối đó rồi rồi xong lại lượt rửa trực tiếp trên vòi nước cho thật sạch miếng mực nha. Để sắc mực cho nó, để mực cho nó ngon á các bạn, thì mình dùng cái giấy mà giấy hút ẩm của thực phẩm á, mình chậm cái miếng mực cho nó khô nha các bạn. Rồi mình chặt miếng mực của mình cho thật khô ra, sẽ cắt miếng mực này ra làm đôi, dao phải mài cho bén ngay các. Đây cái phần da mình sẽ để ngửa ra, phần bụng phần bên trong lá mực thì mình sẽ đây để ngửa lên như này, và mình xác định là tí nữa mình xác ngang như này, thì bây giờ mình sẽ xẻ dọc. Lan Anh sẽ xẻ dọc đó, xẻ dọc như thế các bạn, cách khoảng nói chừng một phân đến một phân hai thì mình khứa, tùy theo cái dày của mực mình khứa nghe các bạn, không có khứa đứt ra hết, chỉ khứa thôi. Rồi và tiếp tục thì mình sẽ khứa xéo như thế này. Khứa này mục đích là để cho mực mình ướp nó sẽ thấm và mình xào thì nó sẽ ngon, cắt ngang miếng mực. Khứa khứa dọc như này và nhớ là mình khứa một phân đến một phân hai, 1,2 phân. Sau khi mà khứa dọc rồi thì Lan Anh sẽ khứa xéo nghe. Đây mình sẽ khứa xéo miếng mực. Chính những cái thao tác này của mình nó rất là đơn giản, nhưng mà nếu các bạn không có thực hiện đúng y như này thì tí nữa sắt nó sẽ bị đổ nát miếng mực ra, từ 8 ly đến 1 cm nghe. Đó, miếng mực không hề bị nát ra một miếng nào hết, rất là ngon đó các bạn. Mực mình sắt xong này các bạn, mực sẽ không ướp mắm và không ướp muối này, mực rất là hợp với lại đường. Mình ướp vào đây 1 thìa cà phê đường, 1 thìa cà phê bột hạt nêm, 1/4 thìa cà phê bột ngọt. Khi các bạn ướp ba cái này vào đây, chắc chắn mực của các bạn sẽ giòn ngon và không ra nước. Ngoài ra, Lan Anh ướp trước vào đây 1/4 thìa cà phê tiêu để cho món mực này thơm và ngon. Thì Lan Anh ướp vào đây 1/4 thìa cà phê ướp khô. Chắn các bạn ướp như thế này. Đây là cách mà mình ướp món mực này từ xưa đến giờ. Thì muốn nó không ra nước thì đừng có vội ướp mắm. Ướp ban đầu thì nên ướp là hạt nêm hoặc là đường, không nên ướp muối. Trộn đều mực lên rồi, bây giờ nhìn đã thấy rất là ngon rồi. Để đây cho mực thấm. Mình có một 1-2 cây sả nhỏ, mình đập dập cái sả này ra. Sau khi đập dập rồi thì Lan Anh sẽ xắt mỏng, xắt mịn á. Đập dập thì nó dễ xắt hơn thôi. Lấy một ít cái phần cùi sả giòn ngon, cái phần sả ở trên này Lan Anh sẽ cắt khúc ra. Củ tỏi, mình có củ tỏi nhỏ, hồi nãy mình mua mà không có tỏi lớn. Tỏi nhỏ này thì thơm ngon lắm các bạn, nhưng mà luộc thì nó hơi lâu. Rồi, Lan Anh dùng dao để bẹp cái củ tỏi này ra và cứ để im cái vỏ lụa lớp bên trong, không sao hết các bạn, nó mềm lắm. Mình sẽ mang cái này đi ướp mực.
Đây các bạn, mình sẽ bỏ vào đây để ướp mực cho thơm. Bây giờ hẳn còn sớm, Lan Anh ướp cái mực này để cho mực ngon. Lan Anh bỏ vào trong ngăn mát tủ lạnh nha các bạn. Thì mực tí nữa xào nó rất là giòn và dẻo. Rồi mình bỏ vào ngăn mát tủ lạnh nha. Phần hành tráng. Rồi mình xác phần hành tráng để riêng. Còn phần mà hành xanh này thì Lan Anh, phần lá mình sẽ cắt khúc. Mình có một nắm khoảng 4-5 cái lá lốt, mình sẽ xác mịn tan ra. Vài lá rau cần và một ít lá rau răm thì mình lạc ra từng khúc như thế này. Rau răm thì là cái ngọn và lá, mỗi thứ một nắm. Có một ít lá ngò gai. Ngò gai thì cái phần trắng của ngò gai Lan Anh cũng xắt nhỏ ra như thế này, để chung với cái đầu hành trắng này các bạn. Phần thân ngò gai thì mình xắt khúc ra. Lên bếp đợi cho chảo khô rồi á, bỏ vào chảo 2 thìa canh dầu ăn, đập dập vài tép tỏi và bỏ vào trong chảo. Bỏ đầu hành trắng và cái đầu ngò gai trắng các bạn bỏ vào trong chảo, cùng một tỏi một hành, bỏ mực mà mình đã ướp vào đó. Bật lửa to lên. Mực của mình rất là khô ráo. Lửa thật to lên. Lửa to nhất lên. Khi nào mà từ cái màu trong mà mực chuyển sang màu đục đó các bạn là mực đã chín. Rất là thơm các bạn. Mực lá này dày á, mình thứa ra nó thành mực nó thấm ngon lắm các bạn. Mình nếm thử cái mực có bị lạc không nha các bạn. Thấm ngon vừa ăn. Để trung hòa giữa các vị thì Lan Anh thêm vào đây 2 thìa cà phê tương cà, 2 thìa cà phê tương cà chua các bạn. Mực của Lan Anh bây giờ thấm gia vị khô ráo và có cái màu rất là đẹp nha các bạn. Trước khi tắt bếp thì Lan Anh bỏ vào đây thêm 2 thìa cà phê tương ớt nữa. Rồi là hoàn thành món mực. Mực đã rất là ngon rồi. Bỏ hết tất cả cái rau mà hồi nãy mình chuẩn bị, một ít rau thơm, một ít hành và ngoài ra xúc xúc hết các bạn. Tắt bếp nha các bạn. Chảo vẫn còn rất nóng. Sau khi múc ra dĩa thì mình xếp vào đây một quả cà chua mà Lan Anh chẻ múa cao nha các bạn, bỏ hột hết rồi nha. Cái món mực xào với tương ớt với tương cà, mực xào với rau cần á các bạn. Nếu mà các bạn thấy thích thì hãy lưu lại để tham khảo nha. Xin hãy chia sẻ và đăng ký kênh, tiếp thêm động lực mình sẽ làm thêm nhiều video hơn nữa gửi đến các bạn. Xin chào và xin cảm ơn.